Capitalization, phần viết hoa nó rất nhiều rule. Mình sẽ không giải thích hết được ở đây, mình chỉ lưu ý với cả một vài điểm thôi. Nếu các bạn mà nó cũng giống như cái phần chữ dấu phẩy mà hôm trước chúng ta học đó, Oxford comma với lại Cyril comma đó, mỗi một nước á, và mỗi một nước nó lại có nhiều tiêu chuẩn khác nhau, thì mỗi tiêu chuẩn á, nó quy định cái phần capitalization hơi khác nhau một chút. Có nghĩa là có nhiều tình huống thì nó giống nhau, nhưng mà có những cái điểm nhỏ nhỏ đó thì nó lại khác nhau. Cho nên tùy theo các bạn muốn học theo cách nào nha. Bạn không học theo cách nào thì bạn theo cái quy định, cái quy luật đó. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Nhưng đây là cái phần mà mình sắp chia sẻ với các bạn đó, là mình lấy từ trong trang web này. Trong trang web này đó thì cái rule mà mình đang chia sẻ với các bạn đó là cái rule số 9. Bởi vì mình thấy rất nhiều bạn gặp trường hợp này, đó là gì? Là không cần thiết phải viết hoa cái chữ city hay là cái town là cái thị trấn, rồi county là quận hạt đó, vân vân, nếu mà nó đi trước cái danh từ riêng. Một điều nữa các bạn lưu ý nha, là có nghĩa là ở Việt Nam mình đó thì chia nước ra thành tỉnh và thành phố, đúng không? Thành phố mà thành phố trực thuộc trung ương đó là Huế, Sài Gòn, Hà Nội đó, thì có nghĩa là những thành phố trực thuộc trung ương thì nó tương đương với tỉnh, nhưng mà sẽ trong tỉnh sẽ có những thành phố mà trực thuộc địa phương đó, thì ví dụ như thành phố Mỹ Tho ở tỉnh Tiền Giang chẳng hạn, hay là những thành phố nhỏ trong các tỉnh đó, thì cái đó là cách mà chúng ta chia theo ở Việt Nam mình. Nhưng bên Mỹ đó, hay là ở nước khác, những nước khác đó thì người ta chia theo kiểu khác. Mình thì không rành ở các nước khác, nhưng bên Mỹ đó thì Mỹ, nguyên cái nước Mỹ người ta chia thành 50 tiểu bang, 51 tiểu bang gì đó, mình lâu quá mình không có đếm, mình quên rồi. Nhưng mà các bạn biết đó, là chia thành từng tiểu bang. Và từng tiểu bang đó thì nhỏ hơn tiểu bang đó là chữ county, là chữ quận hạt. Quận hạt, đây quận không phải là quận như là quận ở Sài Gòn mình nha, mà là quận hạt, nó là một cái quận hạt, nó bao gồm nhiều thành phố. Nó giống như là khu vực vậy đó. Giống như là ở Việt Nam mình chia thành miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ này kia, thì mỗi một miền như vậy nó có nhiều tỉnh, thì cái quận hạt nó cũng tương đương như vậy đó. Rồi trong mỗi cái quận hạt thì nó có nhiều thị trấn, nhiều cái town hay là nhiều city. Cho nên đó là cách mà bên Mỹ nó chia. Và khi mà các bạn viết bài thì mình lưu ý với các bạn là bởi vì tên những thành phố ở Việt Nam mình á, mình nói ra thì mình nói là thành phố Hà Nội, thành phố Đà Lạt, thành phố Đà Nẵng, đúng không? Nhưng trong khi mà các bạn viết ở tiếng Anh đó, các bạn không có cái chữ city, các bạn chỉ viết là Đà Nẵng thôi, Hà Nội thôi, hay là Đà Lạt thôi, bạn không có cái chữ city. Riêng cái chữ mà cô Eden mới nói đó là Hồ Chí Minh City đó, người ta phải có cái chữ city ở phía sau là phải có. Theo mình nghĩ đó là bởi vì người ta muốn phân biệt với tên của Bác Hồ, khi mà người ta đề cập tới Bác Hồ hay là người ta đề cập tới thành phố, đúng không? Giống như cái chữ New York, giống như chữ New York trong tiếng trong ở bên Mỹ đó, thì khi mà người ta nói chữ New York là người ta nói tiểu bang. Nhưng mà nếu người ta muốn đề cập tới thành phố New York ở trong tiểu bang New York á, thì người ta thêm cái chữ city ở phía sau, là bởi vì nó bị trùng. Đây là cách mình hiểu thôi. Đây là cách mình hiểu. Còn nếu mà các bạn có cái cách giải thích nào hay hơn thì các bạn cứ có thể theo cách giải thích đó nha. Nhưng mình nói để các bạn biết đó, là khi mà các bạn viết văn trong viết văn tiếng Anh đó, các bạn không cần phải thêm cái chữ city ở phía sau. Hà Nội không nó không hẳn là sai, nhưng mà tiếng Anh người ta không có viết như vậy, tiếng Anh của người Mỹ đó. Ở bên đây mỗi khi mà người ta đề cập đến một thành phố đó, người ta không có đề cập tới cái chữ city. Ví dụ như San Francisco chẳng hạn, người ta nói San Francisco ai cũng biết rồi, không có cần thêm cái chữ city ở phía sau. Hay là Los Angeles, LA đó, người ta như biết cái chữ Los Angeles là người ta biết rồi. Hay là Las Vegas đó, không có chữ city ở đây. Cho nên khi các bạn viết ra đó, các bạn viết là Đà Nẵng là được rồi, Hà Nội được rồi, Đà Lạt không cần city, Nha Trang cũng vậy. Nếu như các bạn có thì có những từ mà những cái địa danh khác đó, mình thấy một số bạn dùng cái chữ island đó, thì nếu như cái chữ island này nó đứng ở phía sau của cái từ, ví dụ như các bạn gặp hôm trước là các bạn dùng cái chữ gì đó mình quên rồi, cái tên ở phía trước cái chữ island đó, ví dụ như các bạn nói là
Phú Quốc đi. Phú Quốc Island. Đó thì cái chữ island này nó phải viết hoa island nha, chữ S nó là S câm đó, cho nên không được là Iceland, Iceland mà là island. Đúng rồi, thì cái chữ island này đó phải viết hoa. Thì cái chữ city cũng vậy, nếu như cái tên giống như chữ Hồ Chí Minh city đó thì cái chữ city đó phải viết hoa. New York City thì cái chữ city cũng phải viết hoa luôn. Nó nếu mà đứng sau cái tên. Cái câu người ta nói ở đây đó là người ta nói là nếu mà nó đứng trước, nếu mà nó comes before cái danh từ riêng thì không viết hoa, nhưng nếu nó theo sau đó thì phải viết hoa. Ví dụ the city of New York thì chữ city đi trước cho nên không viết hoa, nhưng khi các bạn viết New York City thì nó phải viết hoa. Ha, đó đó là ý mình muốn góp ý cho với các bạn. Thì cái chữ Phú Quốc Island hay là Monkey Island, Skull Island đó thì lúc đó các bạn phải viết hoa chữ Island, bởi vì cái tên nó như vậy thôi. Riêng tên thành phố Hồ Chí Minh đó thì các bạn phải có chữ city nhé, như mình nói là phân biệt với tên khi mà người ta muốn nói về Bác Hồ chứ không phải nói về thành phố. Và nếu các bạn có để ý đó thì nếu như người ta dùng cái tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh đó là chữ Sài Gòn đó thì người ta không gọi là Sài Gòn City mà người ta gọi là Sài Gòn không, bởi vì nó không có cần chữ city ở đây. Đó là phần capitalization. Nó rất nhiều rule nha, mình nó nhắc lại một lần nữa là rất nhiều rule, rất nhiều cái quy tắc, rất nhiều điều mà các bạn phải biết để viết hoa. Nhưng ở đây mình thấy các bạn mắc rất nhiều bạn mắc lỗi này cho nên mình nhắc như vậy. Và sau này khi mình để cái chữ comment á, mà mình để cái chữ capitalization á, thì các bạn hiểu rằng mình đang nói về vấn đề đó. Thì các bạn có thể tra lại cái link ở phía trên để học thêm. Nhưng mình sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa trên lớp, bởi vì nội cái việc viết hoa đó nó không phải là cái phần thiết yếu trong phần viết đồng văn. Có nghĩa là các bạn viết ra đó, các bạn viết không viết hoa hay là viết hoa đó, nó không ảnh hưởng nhiều đến cái nghĩa. Nó không ảnh hưởng nhiều đến cái nghĩa giống như là những cái phần thì của động từ hay là gì đó, cho nên các bạn có thể tự tìm hiểu hay là mình lướt qua phần đó. Nhưng nó không có quan trọng lắm cho nên mình sẽ lướt qua đây nha. Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Thường đó người ta theo cái kiểu là người ta cái chữ Sài Gòn đó, tiếng Việt mình viết đó thì mình tách ra là hai chữ, mà tiếng Anh đó thì người ta thường hay gom lại, giống như cái chữ Hà Nội đó. Hà Nội đó thì mình viết tiếng Việt là hai từ đúng không, nhưng tiếng Anh đó thì người ta lại gom lại thành một chữ thôi, và một chữ đó thì chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên là chữ chữ X thôi, không viết hoa chữ N. Và chữ Đà Nẵng cũng vậy. Đà Nẵng thì viết như vậy. Mình viết tách ra thì nó không phải là vấn đề đúng hay sai, mà giống như các bạn theo tiêu chuẩn nào, các bạn quen viết theo cách nào. Mình đó thì mình thấy người ta hay viết theo cách là gộp lại một từ hơn, có thể là tại tiêu chuẩn bên Mỹ nó như vậy, hay là tại vì một người ở nước ngoài đó, người ta nhìn vô cái nước mình đó thì người ta hiểu theo cách đó. Nhưng mà nếu mà mình là người ở Việt Nam mà mình viết theo cái cách ở Việt Nam đó thì mình giữ nguyên như vậy cũng được, hoặc là các bạn thêm dấu vô cũng được, có nghĩa là người ta sẽ hiểu cái từ các bạn viết đúng không. Mình thì mình theo tiêu chuẩn đó nha, nhưng mà mình sẽ không nhắc các bạn, nếu như các bạn mà viết theo hai từ hay là ba từ gì đó mình sẽ không nhắc. Đúng rồi, cho nên mình mới nói là tùy theo các bạn thôi, nên cái phần này đó thì mình sẽ lướt qua. Nếu các bạn chỉ nhớ một điều đó, nếu các bạn viết hai từ, ví dụ chữ Hà Nội đi, hai từ thì cái chữ N phải viết hoa, chữ H phải viết hoa là chắc rồi. Nhưng mà nếu nó là một từ đó thì chỉ một chữ H viết hoa thôi. Chữ N nó là thuộc về phần phía sau của một từ cho nên không cần viết hoa. Rồi, các bạn chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi. Còn nếu các bạn muốn viết hai từ hay một từ đó thì phần đó không quan trọng lắm.